Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các trang trại chăn nuôi, hệ lụy về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù hầu hết các trang trại chăn nuôi đều áp dụng các biện pháp xử lý môi trường, trong đó biện pháp chính là công nghệ khí sinh học bioga, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Trước sức ép về giải quyết ô nhiễm môi trường, một số trang trại chăn nuôi lớn đã sử dụng các máy ép tách phân để tách chất thải rắn từ phân lỏng, sản xuất phân hữu cơ và giảm ô nhiễm. Hiện nay, máy ép tách phân đang được nhiều chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng đối với trang trại chăn nuôi gia súc lớn, đối với trang trại chăn nuôi lợn là từ 2.000 lợn trở lên. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hình ảnh về máy ép tách phân đang được nhiều trang trại sử dụng hiện nay. Công nghệ này đã được các trang trại chăn nuôi trên thế giới áp dụng hàng chục năm qua. Còn tại Việt Nam thì nhiều năm trước, người chăn nuôi đã áp dụng nhưng chưa thực sự mang lại hiệu quả. Chỉ đến khi mà dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp gọi tắt là LCAP tiến hành nghiên cứu và làm những mô hình thử nghiệm hỗ trợ người chăn nuôi lắp đặt vận hành sử dụng máy tách ép phân của dự án thì hiệu quả trong việc xử lý chất thải chăn nuôi đã được cải thiện một cách rõ rệt và rất nhiều chủ trang trại đã đón nhận và nhân rộng công nghệ này. Tuy nhiên hiện nay thì những sản phẩm phân và nước thải sau tách ép còn vướng một số vấn đề về hành lang pháp lý cũng như là quy chuẩn để cho phép người dân sử dụng, kinh doanh những sản phẩm này. Và để bàn luận về vấn đề này ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Văn Trung là Phó Giám đốc dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp LCAP. Xin kính chào quý vị truyền hình. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện có mặt của ông Tống Xuân Chinh là Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Và bên cạnh đó là sự có mặt của ông Nguyễn Văn Quảng là chủ trang trại chăn nuôi tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Vâng, xin chào tất cả quý vị. Vâng, và câu hỏi đầu tiên thì tôi muốn dành cho ông Nguyễn Văn Trung, Phó Giám đốc của dự án LCAP tại Việt Nam. Đó chính là tôi rất muốn biết là cái lý do từ khi nào mà dự án LCAP của chúng ta đã tiến hành nghiên cứu cái máy tách ép phân ở Việt Nam. Thưa quý vị truyền hình, thì dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp là một dự án vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á. Thì chúng tôi đã thực hiện dự án này từ năm 2013. Thì từ năm 2016 thì chúng tôi bắt đầu là tiến hành thí điểm và các mô hình liên quan đến sử dụng công nghệ máy tách ép phân tại 9 trên 10 tỉnh của dự án. Thì song song với việc thí điểm những cái công nghệ máy tách ép phân này thì chúng tôi cũng có tiến hành những hoạt động nghiên cứu để làm sao mà mình phát hiện ra những cái còn hạn chế của những công nghệ này và mình để khắc phục trong cái thời gian tới. Thế thì tại 9 trên 10 tỉnh của dự án thì các tỉnh có hệ thống máy tách ép phân mà chúng tôi đang thử nghiệm nhiều, ví dụ như là Phú Thọ đang có 13 hệ thống, Nam Định là 8 hệ thống, Bắc Giang là khoảng 9 hệ thống, và Sơn La là 5 hệ thống. Thì tất cả những cái trang trại này đều mang lại cái hiệu quả về mặt môi trường cho các chủ trang trại, đồng thời là cũng mang lại những cái hiệu quả kinh tế cho người dân. Về góc độ dự án thì tôi cũng chia sẻ là đối với những cái công nghệ mà chúng tôi đang giới thiệu áp dụng là công nghệ máy tách phân cũng như là một số cái công nghệ khác để xử lý chất thải chăn nuôi thì có 3 cái khía cạnh mà chúng tôi đã nhận thấy mang lại trong cái dự án này. Thứ nhất là chúng tôi sẽ giúp thay đổi về nhận thức. Qua những cái mô hình thí điểm của dự án hay qua công tác tuyên truyền thì chúng tôi thấy rằng là cái nhận thức của người dân đã thay đổi. Từ việc là mình coi những cái phụ phẩm là sản phẩm phụ và mình xử lý chúng thì bây giờ sẽ tìm cách làm sao mà chế biến thành những cái sản phẩm mà mang lại lợi ích cho chính cái trang trại của họ. Cái thứ hai mà chúng tôi đã góp phần từ cái dự án này đó là cái việc mà chúng tôi đã thay đổi về góp phần thay đổi về mặt chính sách. Thì trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp bên Cục Chăn nuôi là phối hợp để xây dựng những cái nội dung liên quan đến lĩnh vực môi trường chăn nuôi được quy định trong luật chăn nuôi, và luật chăn nuôi đã được Quốc hội thông qua. Đối với những cái công nghệ mà chúng tôi cũng đang tiến hành tại các tỉnh thì một số tỉnh đang thông qua Hội đồng Nhân dân, người ta cũng đang xem xét làm sao để ứng dụng cái công nghệ này. Cái nội dung thứ ba là dự án mang lại đó là cái việc mà thay đổi hành vi của người dân. Cái này rất chỉ là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta đã có hành lang pháp lý, khi mà cái nhận thức đã thay đổi thì cái việc mà thực sự là người dân thay đổi mới là cái quan trọng. Và từ những cái thay đổi này thì chúng ta có thấy một vài cái mô hình điển hình như ở Sơn La chẳng hạn, thì chúng tôi đã giúp là người dân từ khi mà có dự án thì người dân đã thay đổi hành vi, có nghĩa là sẽ đầu tư thêm nhiều vào những cái công nghệ mà xử lý chất thải chăn nuôi để biến thành những cái nguồn thu nhập cho người dân. Về phía là một chủ của một trang trại chăn nuôi thì tôi rất muốn hỏi ông Nguyễn Văn Quảng là trước khi mà có cái máy tách ép phân này đó, chúng ta đã gặp những cái sự khó khăn như thế nào trong công tác là chúng ta xử lý chất thải trong chăn nuôi ở trang trại của mình ạ?
Trước khi gia đình chúng tôi được tiếp cận với cái máy ép phân này ấy, thì cái vấn đề nổi cộm nhất là cái vấn đề nó quá tải. Thì thực ra trong tất cả những cái trang trại chăn nuôi hiện nay bây giờ có thể là làm những cái hồ bioga rất to. Thế nhưng cái lượng quá tải mà khi mình của những cái đầu lợn lớn mà nó thải ra môi trường mà thải ra thì cũng không bao giờ đáp ứng nổi. Tình hình chung của tất cả các trại chăn nuôi hiện nay của Việt Nam mình ấy, thì dùng là rất nhiều nước. Thế mà gia đình chúng tôi để làm cả hồ bioga, rồi trên cái hệ bioga là còn làm thêm mấy cái bể để lắng lọc phân nữa. Trước khi chưa có máy tách này, thế cho nên là cái xử lý cứ đầy cái bể lọ thì lại cho công nhân hót lên để coi như là chuyển sang cái bể kia. Thế nên cho nó có một cái là rất vất vả cho những người lao động và công nhân, mà không những nó gây lên cái sự đau đầu cho tất cả những cái chủ trang trại. Thế từ khi có máy tách ép phân để cái thì hết cả cái hệ thống này chúng tôi đã cảm thấy nó nhàn hạ lắm. Mà công nhân nó giảm đến 90% công việc. Người ta chỉ dùng máy bơm người ta vận hành thôi. À, vậy thì thưa ông Tống Xuân Chinh, vậy thì về phía cơ quan quản lý nhà nước thì ông có nhận xét như thế nào về cái hành vi, cái tập quán là chăn nuôi mà xả thải mà sử dụng nhiều nước như thế này ở Việt Nam hiện nay, nó gây ảnh hưởng hệ lụy đến môi trường của chúng ta như thế nào ạ? Trong cái hệ thống chăn nuôi của Việt Nam chúng ta hiện nay, một năm chúng ta sản xuất ra khoảng độ 5,4 triệu tấn thịt hơi để đáp ứng cơ bản tất cả các cái nhu cầu thịt trứng sữa cho người dân Việt Nam. Đấy thì trong các cái con vật nuôi đấy thì chăn nuôi lợn là một trong những cái con vật mà tạo ra cái lượng chất thải lớn nhất trong các cái vật nuôi, bởi vì nó chiếm tỷ trọng trên 70% cái sản lượng thịt mà sản xuất ra ở Việt Nam. Trong cái chăn nuôi của chúng ta thì có một cái khó khăn rất là lớn cho người chăn nuôi, mà thí dụ như anh Quảng đây rất nắm chắc về cái chuyện này, đó là có diện tích rất là hạn hữu nhỏ để xây dựng trang trại, thế rồi xây dựng cái hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi, nhưng không đủ diện tích đất ấy để sử dụng toàn bộ cái chất thải chăn nuôi để chuyển thành phân bón hữu cơ để bón cho cái hệ thống trồng trọt của mình. Thế còn các nước như là châu Âu hay là Bắc Mỹ hay là Úc thì người ta có diện tích vài nghìn hecta và người ta sử dụng rất tốt cái hệ thống này ấy để mà bón toàn bộ cái chất thải chăn nuôi cho cái hệ thống cây trồng của người ta. Cho cái việc xử lý của bên kia nó rất là đơn giản. Chính vì thế cho nên là trước đây thì tất cả các cái công nghệ mà áp dụng cho các cái trang trại chăn nuôi, đặc biệt là trang trại chăn nuôi lợn, đó là chúng ta sử dụng cái hệ thống khí sinh học. Thường các cái quy mô lớn trên ngàn con thì phải áp dụng các cái hệ thống khí sinh học HDPE, nó hàng vài ngàn khối. Thế thì cái việc mà tính cái thể tích của nó là rất là lớn, bởi vì cứ mỗi một đầu lợn khoảng độ 100 kg thì ít nhất phải cần 1 mét khối công trình ấy, tức là nó tốn kém về mặt gọi là xây dựng cái hệ thống, với đồng thời nó cũng cần một cái diện tích đất rất là lớn để có thể tích có thể chứa được toàn bộ cái chất thải ấy, mà nó phải nằm ở trong cái hệ thống ấy cỡ khoảng 4-5 ngày trở đi, sau đó mới thải ra, và nếu nó có thải ra thì nó cũng chỉ xử lý được khoảng độ 70-80% các chất hữu cơ thôi. Còn muốn đáp ứng cái quy chuẩn về nước thải chăn nuôi của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thì nó còn phải có nhiều các cái khâu xử lý khác nữa. Thưa quý vị, qua những chia sẻ ban đầu của các vị khách mời ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là công nghệ máy ép tách phân đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng từ lâu vào ngành chăn nuôi của họ. Tại Việt Nam, từ khi tiến hành hỗ trợ các trang trại lắp đặt và sử dụng máy ép tách phân thì dự án L-CAP đã thu lại được rất nhiều kết quả khả quan. Và ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để chúng ta hiểu hơn về cách bố trí, vận hành của máy ép tách phân và các chủ trang trại họ đã có những phản hồi như thế nào về công nghệ này. Từ miệng chiếc máy này sẽ đùn ra những đống mùn nhỏ mịn, khiến nhiều người nhầm tưởng như là mùn cưa. Nhưng thực chất, đây chính là phân lợn dạng rắn. Mỗi tuần, công nhân tại trang trại nuôi 2.000 con lợn thịt của Hợp tác xã Tân Trường Sinh, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh sẽ vận hành chiếc máy ép tách phân 3 lần. Mỗi lần ép thu được 2 tấn phân. Từ khi có chiếc máy này, những công nhân như ông Niêm không phải vất vả như trước. Máy này nói chúng thì nó giải quyết môi trường là rất ổn định. Bởi vì qua quá trình nó ép phân lên đây rồi nó chảy ra chỉ còn nước nữa thôi. Thì trước đó thì nói chúng ta cùng xả ra thế này thôi, nhưng mà công nhân rất khổ. Công nhân thì dù như anh bảo vệ rồi chỉ chuyên môn là phải rút dưới hồ gá hồ việc để đi bưới đi cho ai, để cho nó chảy. Thế từ có cái máy này rồi á thì người công nhân nó đỡ hơn. Với người chăn nuôi bò sữa quy mô lớn như ông Lỏi, giải quyết chất thải chăn nuôi luôn là bài toán đau đầu. 200 con bò sữa tại trang trại này,
mỗi ngày thải ra gần 3 tấn phân bò. Mặc dù ông Lỏi đã phải cắt một phần diện tích đất lớn để xây bể chứa phân bò và ủ phân, nhưng tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối vẫn xảy ra. Từ năm 2018, được dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp Lờ Cáp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lắp đặt máy tách ép phân chục feet có tiêu chuẩn châu Âu. Mọi vấn đề về xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa của gia đình ông Lỏi đã được giải quyết triệt để. Theo đó, chất thải chăn nuôi gia súc được đưa vào hầm lắng. Máy tách ép phân khi khởi động sẽ tự động hút phân từ hầm lắng lên ép thành phân khô. Loại phân khô này tơi xốp như mùn cưa, có độ ẩm từ 15 đến 25%, làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. Nước phân một phần sẽ chảy vào bể bioga tạo khí để sử dụng cho nhu cầu của trang trại. Một phần sẽ chảy về một bể khác có hệ thống sục với men vi sinh để xử lý trước khi sử dụng tưới cho cây trồng của trang trại. Sau khi đã đưa vào hoạt động thì thấy trang trại là nó bảo đảm được cái, tức là nước thải là không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Rồi là cái mùi của cái chăn nuôi nó cũng giảm đi rất là nhiều. Tại các địa phương khác, được dự án Lờ Cáp triển khai hỗ trợ máy ép tách phân, các chủ trang trại chăn nuôi cũng đón nhận công nghệ này một cách rất hồ hởi và vận hành hiệu quả. Thì cái máy tách phân đây thì nó có rất là nhiều lợi ích. Cái thứ nhất là anh tách anh lấy phân ngay mà môi trường lại không ô nhiễm. Cái nước sau khi tách là được chảy vào bioga và từ bioga qua bể chứa và từ bể chứa nó ra cái hầm sinh thái và tôi lấy tận dụng cái nước đó để ta bón thứ keo. Tôi thấy cây keo nó rất tốt so với trước đây. Theo đánh giá của các chủ trang trại, so với công nghệ khí sinh học, công nghệ ép tách phân có một số ưu điểm nổi trội, đó là phù hợp với quy mô chăn nuôi lớn, tận thu nguồn phân để làm phân bón hữu cơ hoặc phân vi sinh cho cây trồng. Là một cái đơn vị mà nhận được cái sự hỗ trợ từ dự án Lờ Cáp thì tôi rất là muốn ông Quảng, ông hãy chia sẻ về những cái sự thay đổi về bộ mặt chăn nuôi ở cái trang trại mình đến thời điểm này như thế nào sau khi mà được dự án Lờ Cáp hỗ trợ về cái công nghệ máy ép tách phân thưa ông? Trong cái này thì phải nói một điều rằng là đối với chúng tôi khi mà được tiếp cận với lại cái công nghệ máy ép tách phân này mà được sự giúp đỡ của tất cả các cơ quan thì nói chung là một cái điều mong mỏi mà mong muốn nó vượt qua cái mong muốn của cả gia đình và cái trang trại như chúng tôi. Thì bây giờ mới một cái đầu lợn như chúng tôi là 4.000 lợn thì xử lý một cái lượng chất thải này thì nó vô cùng là một cái phức tạp. Nhưng từ khi mà được tiếp cận cái máy tách ép phân này thì tôi thấy là nó vô cùng coi như là ưu việt cho mấy cái chất tất cả cái trang trại nuôi lợn bây giờ. Bởi vì thế này, tôi để ý từ khi bắt đầu máy vận hành thì cái máy tách ép này là cái máy power của Áo phải không anh? Vâng. Thì tôi thấy một cái là nó rất ưu việt. Nó chỉ làm một cái nhiệm vụ như là tách phân tước ra khỏi nhau thì tôi tính nó đạt được khoảng độ đến 95-97%. Đấy là riêng trang trại cho nhà tôi. Thì cái ý là một cái điều rất là mong muốn mà mong ước của những tất cả những cái chủ trang trại nuôi lợn rồi. Chăn nuôi thì các anh biết cái điểm nóng nhất của chăn nuôi nó là cái bã mà cái phế thải của lợn ra. Vâng. Như tôi bây giờ thì tôi cảm thấy nó nhẹ nhõm cái đầu óc lắm, nó không phải đêm nằm không phải lo nghĩ về vấn đề về môi trường nữa. Vâng, như là chúng ta đã đề cập rất nhiều thưa ông Nguyễn Văn Trung là với những cái sự nghiên cứu về mặt công nghệ vượt trội như vậy thì cái chi phí của mà cái công nghệ như thế này nè, so với những cái chi phí nhiều của công nghệ khác có cái sự chênh lệch cao hay không? Và nó có dễ tiệm cận hơn với người dân sau này khi chúng ta áp dụng một cái trang đại trại không? Về cái vấn đề này, chi phí thì tôi cũng muốn chia sẻ như này. Vì khi mà chúng tôi cũng đã làm nghiên cứu thì chúng tôi luôn đặt cái hiệu quả kinh tế lên hàng đầu đối với người dân mà để chúng tôi khuyến cáo. Chứ như quý vị đã biết là nếu mà chúng ta nói những cái công nghệ gì đó mà nó vượt trội hơn mà về mặt công nghệ nhưng mà không đem lại cái hiệu quả cho kinh tế cho người dân ấy thì rất khó là người dân có thể là thay đổi cái hành vi, có nghĩa là người ta ứng dụng công nghệ. Thế thì về phân tích cái hiệu quả của những cái hệ thống máy tách phân này thì như anh Trinh cũng nói thì chúng tôi cũng đã có những cái chuyên gia phân tích về kinh tế thì mỗi một cái hệ thống này nó rơi vào khoảng từ 400 đến 500 triệu. Thế thì chúng tôi tính ra cái vòng đời, ước tính là cái vòng đời của công nghệ này khoảng là 10 năm và chúng tôi áp dụng được những cái hàm để xác định những cái hiệu quả kinh tế đó là chi phí gọi là cái hàm NPV, giá trị hiện tại thuần của cái công nghệ
và hai là cái chi phí là IRR, có nghĩa là tỷ lệ hoàn vốn nội bộ. Thế thì đối với những cái trang trại mà chúng tôi ước tính của từng quy mô trang trại khác nhau, cho trang trại 2.000 lợn, 3.500 lợn và 4.000 lợn, thì ở mỗi từng quy mô thì nó sẽ có những cái giá trị khác nhau. Tôi lấy ví dụ, nếu mà trang trại 2.000 lợn thì cái giá trị NPV nó chỉ đạt khoảng là 448 triệu trong vòng đời là 10 năm. Và chúng tôi ước tính những cái chi phí sử dụng vốn là liên quan được khoảng là 8% một năm. Nếu mà trang trại là 3.500 lợn thì chúng tôi tính rằng là cái NPV nó vào khoảng là 1,2 tỷ. Và nếu mà cái trang trại lên khoảng 4.000 lợn thì chúng tôi ước tính là cái chỉ số NPV lên khoảng là 1,5 tỷ. Và cái tỷ lệ hoàn vốn nội bộ của mỗi trang trại 2.000 lợn thì tương đương với khoảng là 29%, cao rất nhiều so với cái chi phí sử dụng vốn như hiện nay của chúng ta sử dụng khi mà chúng ta vay của ngân hàng. Nếu mà cái trang trại lên tới là 3,5 nghìn con lợn, tỷ lệ hoàn vốn nó lên tới là 60,7%. Và nếu mà như trang trại nhà bác Quảng khoảng là 4.000 lợn thì là cái tỷ lệ nó khoảng là 70,7%. Và với trang trại 4.000 lợn của bác Quảng chẳng hạn thì chúng tôi đưa vào cái mô hình ước tính thì chỉ khoảng là 1,56 năm là chủ trang trại có thể thu lợi hồi vốn nếu mà chúng ta sử dụng cái nguồn vốn đó bằng chúng ta đầu tư. Đây là những cái mà chúng tôi giả định khi mà công nghệ ở đây mới ban đầu là vào Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng có làm việc với các doanh nghiệp, là đặc biệt là những hãng power, thì người ta cũng cam kết rằng khi mà thị trường của Việt Nam đối với công nghệ này nó phát triển thì họ cũng có thể là giảm những cái giá thành của họ khi mà nhập khẩu những cái máy tách ép phân từ Áo vào phía Việt Nam, và có những cái cải tiến như hệ thống phụ trợ thì cái chi phí đầu tư ban đầu ấy nó sẽ giảm đi rất là nhiều, và từ đó thì cái tỷ suất lợi nhuận cũng như là thời gian thu hồi vốn sẽ giảm đi nhiều. Và tôi rất muốn hỏi ông Trinh là hiện nay thì cái số lượng những cái trang trại, những cái nông hộ mà với cái số lượng chăn nuôi lớn ở Việt Nam thì đang chiếm bao nhiêu phần trăm cái thị phần, và khi mà áp dụng vào cái công nghệ máy ép tách phân này, đủ điều kiện để áp dụng cái công nghệ máy ép tách phân này, thì liệu rằng là nó có sẽ giảm đi một cái phần trăm đáng kể trong việc là cái chất thải xả thải trong chăn nuôi ở Việt Nam hiện nay được hạn chế đến mức thấp nhất hay không ạ? Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2018 thì chúng ta có 19.639 trang trại. Đấy, theo như luật chăn nuôi số 32 ban hành năm 2018 thì chúng ta chia cái quy mô trang trại ra là theo đơn vị vật nuôi, và mỗi đơn vị vật nuôi là 500 kg vật nuôi hơi. Thế thì chúng ta chia ra là ba cái loại, đó là trang trại quy mô nhỏ, quy mô vừa và quy mô lớn. Và đối với trang trại quy mô lớn, đó là những cái trang trại mà có trên 300 đơn vị vật nuôi, và 300 đơn vị vật nuôi tính ra thì tương đương với, đối với lợn là trên 1.500 con lợn thịt, đấy, lợn ngoại. Đấy, và đối với bò sữa là trên 300 con. Đấy, và đối với lại gia cầm, ví dụ như gà công nghiệp thì nó phải khoảng 60.000 con. Đấy, và bò thịt của chúng ta thì nó gần 1.000 con. Đấy, và đấy được gọi là trang trại quy mô lớn. Và những cái trang trại như thế này thì cái lượng phân nó thải ra mới đủ đáp ứng để chúng ta vận hành cái công nghệ về máy tách ép phân này. Đấy. Thế thì nếu như dựa vào cái báo cáo của các sở nông nghiệp mà chúng tôi ước tính ấy, thì nó có khoảng độ gần 5.000 cái trang trại quy mô lớn mà dựa trên cái tiêu chí mà luật chăn nuôi vừa ấy ban hành. Chúng tôi cho rằng là với 5.000 như vậy mà sử dụng cái hệ thống máy ép phân thì nó giảm cơ bản khoảng độ 30% cái lượng chất thải mà chúng ta đưa ra môi trường. Yeah. Bởi vì mỗi một năm thì theo như cái con số mà chúng tôi tính toán dựa trên các cái chỉ số kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi, thì mỗi năm Việt Nam với cái đầu vật nuôi và cái sản lượng như vậy thì chúng ta sản xuất ra một cái lượng phân từ cái chuỗi vật nuôi là khoảng độ 63 đến 64 triệu tấn. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, như vậy rõ ràng là công nghệ máy ép tách phân không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn giúp cho người chăn nuôi tận dụng được lượng phân hữu cơ và nước thải chăn nuôi để phục vụ hoạt động canh tác trồng trọt. Và trên thực tế thì chất thải chăn nuôi được đánh giá là một nguồn tài nguyên rất lớn của nước ta, nhưng hiện tại vẫn chưa được sử dụng một cách hiệu quả. Các số liệu thống kê cho thấy với 64 triệu tấn chất thải rắn và hơn 300 triệu mét khối chất thải lỏng hàng năm, nếu được sử dụng hiệu quả làm phân bón hữu cơ thì có thể thay thế được hàng triệu tấn phân bón vô cơ nhập khẩu. Và tiếp tục chương trình thì mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một phóng sự được ghi nhận ngay sau đây. Chiếc máy ép tách phân này tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Thạch Lỏi có thể ép được 2 đến 2,5 tấn phân khô mỗi ngày. Lượng phân này không chỉ giúp gia đình ông chăm bón cho hơn 2 hectare ngô, cỏ và cây ngắn ngày phục vụ tại trang trại,
mà ông còn có phân bò hữu cơ dư thừa cung cấp cho bà con tại địa phương. Nông dân Việt Nam có truyền thống sử dụng chất thải rắn trong chăn nuôi làm phân bón cho cây trồng từ hàng trăm năm nay. Tuy nhiên, việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân chuồng để sản xuất phân bón hữu cơ vẫn chưa được hợp pháp hóa bằng các quy định chính thức của nhà nước. Kết quả khảo sát của dự án LCAP cho thấy, người dân vẫn có thể bị phạt khi buôn bán phân compost được ủ từ phân chuồng do chưa đáp ứng được điều kiện sản xuất và kinh doanh theo Nghị định 108/2017 của Chính phủ. Khi chúng tôi đóng bao trở đi vận chuyển thì lại bị vi phạm và quản lý môi trường, thị trường là sẽ ngăn cấm không cho chúng tôi đem trở đi bán. Thì đấy là một cái tức là hiệu quả của dự án là không được phát triển cho lắm. Thì hiện tại chúng tôi phải đầu tư vào điện, nhân công. Khi ép phân ra thì lại không ủ xong thì lại không trở đi để tiêu thụ được. Thì cái chi phí này là gia đình đang phải chịu. Cũng theo khảo sát của dự án LCAP, hàng năm chỉ tính riêng chăn nuôi lợn thịt đã xả thải ra môi trường gần 300 triệu mét khối nước thải chăn nuôi. Nguồn nước thải chăn nuôi này đã và đang gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở rất nhiều vùng nông thôn. Mặc dù nước ta đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, nhưng các chỉ tiêu quy định được cho là khá cao so với điều kiện kỹ thuật và tài chính của các trang trại chăn nuôi tại Việt Nam. Cái nước thải chăn nuôi chúng ta phải xác định nó là một cái tài nguyên, một cái nguồn dinh dưỡng rất tốt mà hiện nay các nước, kể cả các nước phát triển, người ta đều sử dụng những cái nước thải này để sử dụng cái vấn đề trồng trọt. Và cái vấn đề thứ hai thì một mặt thì lãng phí tài nguyên, cái thứ hai là bản thân doanh nghiệp lại phải bỏ một cái tiền ra để mua phân bón, về bón trên chính những cái thửa ruộng của mình. Thì đây là hai cái vấn đề mà trong thời gian vừa qua thì các doanh nghiệp cũng kêu rất nhiều. Thì cái vấn đề là khi người ta xả ra môi trường thì đúng là phải theo các cái tiêu chuẩn của môi trường. Còn nhưng mà như cái quy định hiện nay ấy, cái chất thải mà sau khi người ta xử lý thì mang đi mà dùng ở trong trồng trọt thì hiện nay chưa có một cái văn bản nào quy định vấn đề đó. Liên quan đến cái ứng dụng sao tách ép thì tôi rất muốn hỏi ông Chinh là hiện nay như cái trong phóng sự chúng ta vừa chia sẻ thì người nông dân của chúng ta có thể là tận dụng được phân để có thể sử dụng và bán nữa. Thế nhưng mà đang gặp những cái vấn đề khó khăn trong cái việc mà sử dụng như thế này. Vậy thì hiện nay thì chúng ta đã có những cái quy định về cái vấn đề như thế nào trong luật cũng như là người chăn nuôi sẽ gặp phải những cái khó khăn như thế nào khi mà sử dụng những cái sản phẩm sau khi tách ép như thế ạ? Về mặt chính sách thì trước hết thì chúng ta bây giờ đã có luật chăn nuôi và nó sẽ có hiệu lực từ 1/1/2020. Và trong luật có quy định rất là rõ ràng, đó là chúng ta được phép sử dụng các cái chất thải chăn nuôi sau khi đã xử lý để bón cho cái hệ thống cây trồng. Thì đây là một trong những cái nguyên lý rất là quan trọng. Hai nữa thì chúng ta về mặt chính sách thì chúng ta cũng đã có cái nghị định 108 về cái phân bón hữu cơ. Đấy, trong đó thì các cái phân bón ở trong các cái nông hộ là các cái phân bón về truyền thống, là chúng ta sau khi xử lý ủ thì một cách đơn giản thì chúng ta có thể bón cho cái hệ thống cây trồng của chúng ta. Thế còn cái nước thải sau cái hệ thống ép thì sau khi xử lý bằng cái công nghệ khí sinh học hoặc là một số cái chế phẩm sinh học hay là vi sinh để xử lý cái nước sau khi tách thì chúng ta có thể bón được cho cái hệ thống cây trồng của chúng ta. Thế và cuối năm nay thì chúng tôi bên Bộ Nông nghiệp sẽ ban hành một cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng nước thải chăn nuôi để tưới cho cây trồng. Đấy, vào đó quy định các cái chỉ số an toàn về kim loại nặng, thế rồi vi sinh vật có hại, thế rồi các cái quy định về cái quản lý tưới như thế nào để cho nó đáp ứng được cái sinh lý của cây trồng và đồng thời nó bảo vệ được cho cây trồng. Chắc là về mặt quy định thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được. Nhưng tuy nhiên thì để đẩy nhanh cái việc mà sử dụng cái phân bón hữu cơ và trong đó có sử dụng các cái chất thải chăn nuôi vào trong cái hệ thống cây trồng của chúng ta và hướng tới một cái nền chăn nuôi hữu cơ thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một cái chính sách mạnh hơn. Đó là chúng ta phải có cái quy định đối với lại việc đó là mỗi một năm chúng ta có cái lộ trình để sử dụng phân bón hữu cơ tăng lên. Đấy. Thí dụ như ở châu Âu thì người ta quy định rằng là đến bây giờ là châu Âu chỉ cho phép sử dụng nó có 10% phân bón vô cơ thôi, còn 90% là phải sử dụng phân bón hữu cơ. Thì đấy, chúng ta không thể theo họ được, nhưng chúng ta cũng có một cái căn cứ để tham khảo để xây dựng một cái lộ trình
Thế dụ như là bây giờ chúng ta đang là 8-10%, đấy thì 5 năm sau chúng ta đẩy lên 20%, 30%, 40%. Đấy thì đi kèm theo đó là cái hệ thống chính sách đấy, về thuế, đấy, rồi về ưu đãi cho cái nông nghiệp hữu cơ để chúng ta có một cái nền sản xuất sạch, bền vững hơn, bảo vệ được môi trường và hướng tới cái sản phẩm hữu cơ có giá trị gia tăng lớn hơn. Đấy, khi mà cái năng suất nông nghiệp của chúng ta đã rất là cao rồi, đấy thì hướng tới cái việc xuất khẩu thì chúng ta phải định hướng một cái nền nông nghiệp hữu cơ. Vâng ạ, và tôi rất muốn hỏi ông Quảng là ông về mặt một người chăn nuôi, một người chủ của một trang trại chăn nuôi, thì ông có những cái khuyến nghị như thế nào về mặt chính sách cũng như là pháp luật trong thời gian tới để chúng ta có thể là sử dụng cách hiệu quả hơn máy ép tách phân này, không chỉ là về hiệu quả về môi trường đâu ạ, mà về cái việc chúng ta sử dụng những cái sản phẩm sau đó được lưu thông cách dễ dàng hơn. Tôi kiến nghị là làm sao ấy, với cái giá thành bây giờ đối với bà con thì nó hơi cao. Thế thì tôi mong muốn làm sao ấy thì tất cả các ban ngành mà giảm được cái giá thành này đối với những bà con để chăn nuôi lợn, làm sao mỗi người được sử dụng được cái máy thì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả rất tốt về môi trường. Chứ còn về vấn đề mà cái phụ phẩm bên sau ấy, đằng sau của cái máy tách ép phân này như chúng tôi bây giờ đang ấy, thì thực ra đến bây giờ thì chúng tôi cũng chưa có một cái đơn vị nào có nhà máy nó liên hệ được để chúng tôi được bán lại cái phụ phẩm này để chế tạo để làm phân vi sinh. Thế hiện nay chúng tôi là đang bị kẹt về vấn đề đó, cho nên chỉ có để bán lại cho bà con ở mình trên ấy để trồng cây trồng kiếp. Chứ còn có mà nếu mà được cái những cái nhà máy lớn ấy để chế tạo làm những cái phân vi sinh mà thay cho cái than bùn như anh Trinh vừa nói thì chúng tôi cũng mong rằng là mình cũng đáp ứng được tất cả mọi cái thứ đấy của người ta, vì cái lượng phân của mình ép ra thì bà con mình không thể tiêu thụ được hết. Vâng, thưa ông Trung, tôi rất muốn hỏi là về phía dự án lợn cáp của mình thì ông có những cái khuyến nghị như thế nào trong thời gian tới để chúng ta có thể là khắc phục những cái mặt hạn chế của công nghệ này khi được áp dụng tại Việt Nam không ạ? Về phía dự án chúng tôi có những khuyến cáo như sau. Thứ nhất là những người nông dân thì chúng ta cũng nên lựa chọn những công nghệ của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đấy, thì chúng ta khi mà chúng ta nhập những công nghệ này thì nó sẽ tránh bị những cái rủi ro khi mà chúng ta vận hành như là hỏng hóc vặt. Đồng thời thì cũng sẽ giúp được cái tuổi thọ của cái hệ thống máy này sẽ cao hơn. Cái thứ hai, chúng ta sẽ thiết kế những cái hệ thống phụ trợ làm sao nó phù hợp. Đó là hệ thống bể lắng trước khi mà chúng ta đưa vào cái công nghệ ép để làm sao vừa tạo được dồn được những cái lượng chất khô chất rắn vào một chỗ để có thể là đủ cái hàm lượng chất khô cho hệ thống máy tách ép để ép được hiệu quả hơn, và chúng ta có thể là áp dụng những cái công nghệ của dự án đang nghiên cứu thì trong thời gian tới cũng sẽ được nhân rộng, đó là cái hệ thống mà sàng dung thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái quy mô vừa, và chúng ta ở những cái nơi mà người dân đang vẫn áp dụng cái thói quen là sử dụng quá nhiều nước thì với hai cái biện pháp công nghệ này thì có thể giúp được là ứng dụng được cái công nghệ tiên tiến trên thế giới về máy ép tách phân được hiệu quả. Cái thứ ba thì chúng tôi cũng có khuyến cáo là người dân là nên tham khảo những cái quy trình của phía dự án LCAP đối với quy trình máy tách ép phân để làm sao là cái thời lượng mà chúng ta ép nó phù hợp, chứ không để quá lâu, khi vậy mà cái chất thải trong cái hệ thống lắng bể lắng bể chứa ấy, nó sẽ bị hoai đi và nó cũng thu được cái lượng chất rắn, như vậy thì cũng là không có hiệu quả so với công nghệ mà chúng ta đã đầu tư rất chi là nhiều tiền. Thế tiện đây thì tôi cũng muốn chia sẻ là dự án thì cũng đang có nghiên cứu thì đã thành công ở với cái công thức là có thể là thay đổi được 60% cái lượng than bùn làm phân bón hữu cơ từ các nhà máy thành bằng cách là sử dụng là cái phần phân ép. Thế thì việc mà hiện tại thì cái nguyên liệu đang sản xuất phân hữu cơ mà ở một số nhà máy mà chúng tôi đã đi tham khảo ấy thì là than bùn, và bây giờ chúng tôi có thể chứng minh được là thay thế bằng 60% than bùn đó bằng cái phân ép sau tách để sản xuất những cái phân hữu cơ khoáng. Chúng ta cũng nên có một cái lộ trình để làm sao là ứng dụng cái công nghệ này, ứng dụng cái sản phẩm sau ép này thì nó sẽ hình thành một cái chuỗi, và khi đã hình thành một cái chuỗi thì có nghĩa là người dân sẽ có cái lợi nhuận và người ta sẽ ứng dụng cái công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi nhiều hơn. Là chúng tôi cũng khuyến nghị là nghiên cứu cụ thể hơn về những cái công nghệ mà tách ép di động, bởi vì như tôi trình bày ban đầu ấy thì cái quy mô chăn nuôi của Việt Nam thì nó cũng đã chuyển sang hướng tập trung nhưng mà cái quy mô nó cũng chưa nhiều. Thế thì cái công suất máy thiết kế thì nó không thể phù hợp so với những cái trang trại một vài nghìn lợn được. Thế thì mình có thể nghiên cứu được cái hệ thống máy tách ép di động như nào đó để chúng ta có thể đi vào một cái đơn vị hành chính nhất định, ví dụ là xã chẳng hạn hay là huyện chẳng hạn, có thể là thu gom được cái hệ thống đó, và chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu và đề xuất cụ thể để làm sao mà ứng dụng được công nghệ này, tạo được cái nguồn nguyên liệu dồi dào cho các nhà máy
nếu mà người ta ứng dụng công nghệ. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay chúng ta có thể thấy là công nghệ máy ép tách phân là một trong nhiều công nghệ mà dự án LCAP đang triển khai tại 10 tỉnh thành tham gia và đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian thu hồi vốn đầu tư thì ngắn nè, tác động giảm ô nhiễm môi trường tốt và bền vững. Ở trong bối cảnh chăn nuôi ở giai đoạn mới thì các quy định về quản lý chất thải chăn nuôi cũng cần được thay đổi để chất thải chăn nuôi có thể được sử dụng như một nguồn tài nguyên để mang lại lợi nhuận, tạo động lực cho người dân đầu tư vận hành các công nghệ xử lý môi trường chăn nuôi một cách bền vững. Và tới đây thì chương trình đối thoại chính sách tâm nông tuần này xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia và có mặt của ba vị khách mời hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.